Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 7 trong giáo trình Read and Learn Kanji N3. Bài số 7 này có chủ đề là Kazoku, gia đình. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát các chữ từ chữ số 1 đến chữ số 16 nhé. Cái bài này thì lại quên mất chưa đánh số lại theo cái form số thứ tự chúng ta đang học tiến đến. Đầu tiên là chữ cát trong từ cát tường, nghĩa may mắn này. Số 2 là kết trong từ kết hôn. 3 là chữ hôn trong từ kết hôn, hôn nhân. 4 là chữ cộng trong từ cộng đồng. 5 là chữ cung trong từ cung cấp. 6 là chữ gì nhỉ? 6 là chữ lưỡng, có nghĩa là hai trong từ gì đấy, trong từ lưỡng thân đấy, dioxin bố mẹ. 7 là chữ nhược, có nghĩa là trẻ này. 8 là chữ lão, trong từ ông lão bà lão, đúng nhỉ, nghĩa là già. 9 là chữ tức, có nghĩa là hơi thở. 10 là chữ nương, là con gái này. 11 là chữ áo, có nghĩa là sâu bên trong. 12 là chữ tương hoặc là chữ tướng, trong từ tướng quân hoặc là tương lai. 13 là chữ tổ trong từ tổ tiên, tổ quốc. 14 là chữ dục trong từ giáo dục, thể dục. 15 là chữ gì đây? 15 là chữ tính trong từ tính cách, tính chất, đúng nhỉ? 16 là chữ chiêu trong từ chiêu đãi. Bây giờ chúng ta đi sâu vào từng chữ một nhé. Chữ đầu tiên các bạn có chữ cát. Chữ cát ghép bởi phần trên. Đây, phần trên này là chữ sĩ trong từ gì nhỉ? Trong từ võ sĩ, đúng không? Đấy. Một số từ chỉ nghề nghiệp sẽ có cái chữ sĩ này đứng sau. Và dưới là chữ khẩu, là cái miệng. À, vậy thì cách nhớ của chữ này đấy là miệng các võ sĩ sẽ nói ra những điều cát tường, đúng không nhỉ? Đây là miệng này, đấy. Đây là sĩ trong võ sĩ này. Miệng các võ sĩ sẽ nói ra những điều may mắn, những điều cát tường. Người ngày xưa người ta tin rằng như thế. Chữ này không có âm cư thường dụng. Âm ôn của nó là kichi, kits hoặc là chữ ki với lại âm ngắt. Ví dụ kichi là may mắn này. Dai kichi là đại cát, là rất là may. Các bạn mà đi bói, xem bói ở Nhật ý, thì có sẽ có quả quẻ đại cát, đúng không? Daikichi nhá, là đại cát, là rất may này. Kichijitsu là cát Nhật, là ngày may mắn. Fukitsu, Fukitsu na là bất cát, có nghĩa là không may. Kippo, Kippo là cát báo, có nghĩa là tin vui. Báo trong từ gì đây nhỉ? Trong từ báo cáo, rồi thì tình báo ấy. Và đặc biệt là đọc là Yoshi trong từ Yoshida-san, đúng nhỉ? Là anh chị Yoshida. Đấy là chữ cát. Tiếp theo chúng ta có chữ kết. Chữ kết này, đây. Chữ kết ghép bởi phần bên trái là bộ mịch, là sợi chỉ. Phần bên phải là chữ cát. Vậy thì chúng ta có thể chế ra cái cách nhớ đây là gì đây nhỉ? Loại chỉ, đúng không? Loại chỉ này, loại chỉ cát tường ấy sẽ kết nối chúng ta. Thì kết này trong từ kết nối nhá. Một loại chỉ mà cát tường sẽ kết nối chúng ta. Thì chữ gì nhỉ? Chữ kết có âm cưn là mư sư hoặc là yêu, nhưng mà chủ yếu là cách đọc là mư sư là nhiều. Mư sư bự là buộc hoặc kết nối, đúng nhỉ? Yui là nối buộc, nhưng mà ít dùng, rất ít dùng. Âm ôn của nó là kết sự hoặc là chữ kê có âm ngắt, thêm sự nhỏ đó. Ví dụ từ này các bạn thấy này, những cái từ này rất là giống trong tiếng Việt, đúng không? Mọi người quan sát nhé. Ví dụ kekkon là kết hôn, kekka là kết quả này, ketsudon là kết luận, kekkyoku là kết cục, đang kết sự là đoàn kết, kekko là gì đấy nhỉ? Là đủ rồi, khá là, hoặc là kết cấu. Cái từ kết cấu này thì nhiều khi là nó người hay dùng kiểu kekkō desu là đủ rồi, tôi đủ rồi, đúng không nhỉ? Ngoài ra còn có một nét nghĩa là kết cấu nha, ví dụ kết cấu nhà chẳng hạn, cấu trúc ấy. Kesoku là kết thúc. Thế nhưng các bạn lưu ý này, cái chữ kết thúc này không phải là kết thúc ở trong tiếng Việt mình. Đấy, kết thúc này là nó mang nghĩa là đoàn kết, bởi vì sao? Kết là nối lại, thúc đây là gì nhỉ? Đây là buộc đấy. Ta bà bó hoa ấy, đúng không? Vậy thì kesoku trong tiếng Nhật nó là đoàn kết nhá, nối buộc lại với nhau, ràng buộc lại với nhau, chứ không phải là kết thúc nghĩa là hết đâu. Ki kết là quy kết. Kesho là chữ quyết, chữ kết với lại chữ tinh, là có nghĩa là kết tinh. Ví dụ như là những cái chất gì nhỉ, ví dụ như là muối với đường ấy, đúng không? Chúng ta hòa vào nước ấy, chúng ta đun cạn ấy, thì khi mà hết nước thì nó sẽ kết tinh lại, đúng nhỉ? Nó sẽ biến thành chất rắn. Một số kanji tương tự thì các bạn quan sát. Ví dụ chúng ta có đây là chữ tục, đúng nhỉ? Chữ tục này nó cùng chung cái phần bộ gì đây? Phần chung, cùng chung bộ mịch. Ở trên bộ sĩ cũng có, và dưới nó chỉ khác mỗi cái không có bộ khẩu thôi. Và nó thay bằng bộ gì đây nhỉ? Nó thay bằng bộ bộ mịch với lại bộ gì nhỉ? Bộ nhân đi, đúng không? Tục này trong từ gì nhỉ? Trong từ tục này đọc là gì? Tsuzuku, đúng không nhỉ? Hoặc là tsuzukeru. Ví dụ này, đấy, đổi phông một chút cho nó nhìn cho nó đẹp hơn nhé. Cái phông này nhìn nó không đẹp được, đẹp mắt cho lắm.
Chữ dư cựa là tự động từ, còn tha động từ là chữ dư kê đự. Cái đấy thì các bạn biết rồi, cho nên là chỉ viết một cái một trường hợp thôi. Cái chữ tục này hình như chúng ta cũng chưa chưa học ở trong phần giáo trình thì phải, mấy bài sau. Rồi, hoặc là trong từ ghép đúng không nhỉ? Từ ghép là từ gì đây? Từ từ gì có chữ tục nhỉ? Rên dô cự chẳng hạn này, liên tục này. Đây là chữ cật, là lèn chặt, là tsumaru đấy, hoặc là tsumeru, tha động từ, sẽ học ở trong phần Kanji N2 nhá, hoặc chính là cái trong cái từ kanzume của chúng ta ấy, nghĩa là đồ hộp đấy. Đây, đây là chữ thiện, các bạn thấy khá là giống đúng không nhỉ? Đấy, nó có cùng chung bộ này, cùng chung bộ khẩu, nhưng mà phần trên nó hơi khác khác đi một chút. Thiện này trong từ gì nhỉ? Trong từ hoàn thiện, tu thiện, Shuzen, đấy, sửa chữa nhá. Tiếp theo, chúng ta sang chữ hôn. Chữ hôn này ghép bởi những bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ nữ, đây là bộ nữ, là người phụ nữ. Đây là bộ thị. Bộ thị này là thông thường là thì chính là cái tên đệm của con gái ấy. Và dưới là bộ nhật, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta có thể nhớ cái chữ này, đây là con gái thị, đúng nhỉ? Con gái thị. Thị này tượng trưng cho một cái người đàn bà, một người phụ nữ nhá. Con gái thị ấy, thì một ngày nọ, đúng nhỉ, nó đã kết hôn. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn là kom, ví dụ trong từ kịch kom là kết hôn, đi kom là ly hôn, kon gia cự là hôn ước, kon gia cự xạ là hôn ước giả, là người vợ người chồng sắp cưới, đúng nhỉ, người đính hôn với mình. Khi kom chữ Hán là chữ ký, chữ hôn là đã kết hôn, mi kom là vị hôn chưa kết hôn, sin kom là tân hôn là mới kết hôn, và kyu kom là cầu hôn. Cũng nhiều từ giống của mình đúng không, kết hôn, ly hôn, hôn ước, rồi thì tân hôn, cầu hôn đấy. Về phần tham khảo nhé, thì chúng ta có cái động từ kết hôn sự ấy, thì thường chia dưới dạng là kết hôn si tê, làm người ta lầm tưởng rằng nếu trong trạng thái, nếu vẫn đang trong trạng thái hôn nhân ấy, thì lúc nào cũng phải luôn luôn chia dưới dạng đó, không được chia dạng quá khứ, vì nếu mà chia sang quá khứ thì có nghĩa là đã ly hôn. Tuy nhiên không phải là như vậy đúng nhỉ? Nếu muốn nói về việc đã làm đám cưới tại một thời điểm nào đó trong quá khứ ấy, thì mặc dù hiện tại vẫn chưa ly hôn, vẫn đang kết hôn với người kia, thì mình vẫn có thể dùng động từ kết hôn sita, ví dụ như là Imoto, đúng nhỉ, senshu kekkon shita, tuần trước em gái tôi đã kết hôn đấy. Còn nếu mà chúng ta bỏ cái senshu này đi, bỏ cái gì, bỏ cái từ tuần trước này đi, không nói về một thời điểm trong quá khứ, thì thông thường người ta sẽ dùng dưới dạng là kekkon shiteru, đúng không, nghĩa là đã kết hôn và bây giờ vẫn vậy. Còn nếu mà có cái gì nhỉ, có cái từ đi kèm như thế này nhá, thì người ta sẽ dùng cái dạng shita để chỉ đây là một cái nghi thức, một cái hành động ở trong quá khứ đấy. Tiếp theo các bạn có chữ cộng. Chữ cộng này, chữ cộng này thì thôi nhìn nó cũng khá là đơn giản, các bạn tự nhớ nhá. Âm cương của nó là tomo, trong từ tomo ni có nghĩa là cùng nhau. Nghe chữ cộng cho từ chúng ta có thể hình dung được nghĩa là cùng nhau đúng không nhỉ? Trong từ cộng sinh chẳng hạn, cùng sống này. Âm ôn là kyo, ví dụ trong từ kyotsu là cộng thông, chữ cộng với chữ thông có nghĩa là chung giống nhau, ví dụ kyotsu ten là điểm chung ấy, hay là các bạn mà dùng Facebook sẽ có cái kyotsu no tomodachi là bạn chung đúng không? Kokyo là công cộng. Kyo cẳng là cộng cảm, nghĩa là thông cảm, đồng cảm này. Kyo san sugi là cộng sản chủ nghĩa, có nghĩa là chủ nghĩa cộng sản. Kyo ngak là cộng học, là học chung. Kyo do là cộng đồng. Về phần thông tin bổ sung nhé, chúng ta sẽ có từ tomo ni, đây, từ tomo ni và từ isho ni mang nghĩa gần giống nhau. Đúng nhỉ? Đều là cùng nhau. Đấy. Thế nhưng mà cái từ tomo ni nó mang sắc thái trang trọng và thể hiện sự hợp tác, hỗ trợ sâu sắc khăng khít hơn là cái từ isho ni. Từ Isshoni thông thường là chỉ là đi cùng, làm cùng người đó thôi, chứ còn để nhấn mạnh cái sắc thái là hỗ trợ hợp tác với nhau, giúp đỡ nhau đúng nhỉ, thì cái từ Tomoni nó sẽ hơn và nó cũng mang sắc thái trang trọng hơn. Ví dụ Yamada-san to Tomoni atarashii genkyu ni tori kunde iru là gì đấy? À, tôi đang nỗ lực chuyên tâm vào cái nghiên cứu mới cùng với lại anh Yamada đúng nhỉ. Vậy cho nên là nếu mà ví dụ chỉ là đơn thuần là làm gì cùng nhau, ví dụ như cùng đi đâu đó, thì người ta ít dùng cái từ tomo ni, người ta dùng từ isho ni hơn nhé. Còn để làm những cái gì mà mang tính chất lớn lao có ý nghĩa ấy, hỗ trợ nhau, người ta sẽ hay dùng tomo ni hơn. Tiếp theo, chữ cung. Chữ cung ghép bởi phần bên trái là bộ nhân và phần bên phải là gì đấy? Phần bên phải là chữ cộng chúng ta vừa học đúng nhỉ? Thì chữ cung này trong từ cung cấp. Âm cương của nó là à, có chúng ta có thể nhớ theo cái cách đây là cung cấp sức người cho cộng đồng đúng không? Bởi vì phần bên trái là nhân đứng, là người, phần bên phải là cộng trong cộng đồng. Âm cương là domo, tomo
hoặc là sona. Ví dụ trong từ kodomo, kodomo là chữ tử với chữ cung, có nghĩa là trẻ con. Đấy. À, cái chữ tử với chữ cung này nó không phải là tử cung của người con gái đâu. Cái đấy là phải là cái chữ cung khác. Đây ví dụ cái chữ cung đấy phải là chữ này các bạn nhá. Đây. Đây mới là cái chữ tử cung mang nghĩa là dạ con của người, dạ con đây này, đấy. Cung này phải là cung trong từ cung điện cơ, nghĩa là nơi để nằm cơ chứ không phải là cung này trong từ cung cấp. Sonairu là dâng cúng đúng không? Otomosuru là đồng hành, đi cùng với cái gì đó một cách lịch sự. Âm ôn của nó là kyo hoặc là cư, ví dụ trong từ kyokyu suru là cung cấp, tekyo là đề cung có nghĩa là tài trợ hoặc là cung cấp này. Shi kyohin là thí cung phẩm, là mẫu dùng thử, sản phẩm dùng thử. Và kuyo cung dưỡng có nghĩa là thờ phụng cúng dâng. Về phần tham khảo thì chúng ta có kanji tương tự của nó là chữ câu. Các bạn thấy chữ câu, đây là chữ câu nhưng từ câu lạc bộ, khá là giống cái chữ này đúng không? Cùng chung cái phần này này, cái phần gạch này cũng giống nhau, nó khác nhau mỗi cái phần trên này đúng không nhỉ? Đấy, hay là đây là chữ bị trong từ chuẩn bị, thiết bị. Chẳng hạn như chữ câu trong từ câu lạc bộ nhá. Các bạn không biết đâu, kura bự cũng chính là cũng có kanji đấy. Đấy. Đây này, đọc là kura bự luôn. Câu lạc bộ. Đây là gì nhỉ? Đây là chữ bị. Âm cư là sonairu có nghĩa là chuẩn bị, phòng bị. Sonairu các bạn sẽ học ở phần kanji N3 tập 2. Và âm ghép đọc là bi trong từ setsubi chẳng hạn, thiết bị này. Hay là junbi chuẩn bị. Tiếp theo chúng ta có chữ lưỡng. Chữ lưỡng đây. À, phân tích thì nó sẽ gồm có bộ gì đây? Nó sẽ gồm có bộ nhất này. Bộ nhất là nằm ngang đây này. Đây là bộ gì nhỉ? Đây là bộ quinh, làm bộ quinh này. Đấy. Đây là bộ sơn. Thế nhưng mà thôi, nhìn nó vậy chúng ta tạo câu chuyện thì khó nhớ lắm. Các bạn viết nhiều lần nhá, nhìn nhiều lần để nhớ. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn là dio, ví dụ từ dioxin là lưỡng thân có nghĩa là cha mẹ. Diote là lưỡng thủ là hai tay. Dioho là lưỡng phương là cả hai. Diogawa là lưỡng chắc là hai phía. Diogae là lưỡng thế là đổi tiền. Dioritsu là lưỡng lập là thực hiện song song. Một số từ vựng bổ sung ngoài hai tay còn có diome là hai mắt này, diomimi là hai tai, dioashi là hai chân và diohiza là hai đầu gối. Thì cái chữ lưỡng, nghe chữ lưỡng đã biết là hai rồi đúng không? Đấy, tượng trưng cho số 2. Theo chúng ta có chữ nhược. Chữ nhược ghép bởi phần trên là bộ gì nhỉ? Phần trên là bộ thảo đúng không? Là cỏ này, phần dưới là bộ hữu, chữ hữu có nghĩa là bên phải, thì chúng ta nhớ là loại cỏ bên phải ăn vào trẻ hơn đúng không nhỉ? Cái loại cỏ trên là thảo nhá, dưới là hữu nhá, loại cỏ bên phải ăn vào sẽ trẻ hơn. Thì âm cương của nó là waka hoặc là mo, ví dụ trong từ wakai tính từ đuôi y có nghĩa là trẻ. Wakamono là nhược giả, là người trẻ. Wakawakashi là trẻ trung, thế nhưng mà nó dùng cho những người có tuổi rồi nhưng mà người ta vẫn rất là trẻ trung thì người ta mới dùng cái từ wakawakashi, chứ còn người trẻ thật sự ấy đúng nhỉ, không ai dùng cái từ wakawakashi này, phải dùng từ wakai. Moshikuwa là một cái liên từ, một cái từ nối, nhưng mà ít khi người ta viết kanji lắm, người ta hay dùng dưới dạng hiragana thôi nhá, nghĩa là hoặc là đấy. Âm ghép đọc là jaku hoặc là nyaku, ví dụ trong từ jaku hai là nhược bối có nghĩa là người học việc, người mới vào nghề. Hay là trong từ ro nyaku nanyo là lão nhược nam nữ, là nghĩa là già trẻ gái trai. Về phần kanji tương tự chúng ta có chữ khổ này, mọi người thấy khá là giống đúng không? Cái nét này nó chỉ cần gì nhỉ, chọc thẳng đứng ở đây thì sẽ giống chữ khổ này, đọc là gì nhỉ, đọc là ni ngai. Ni ngai là đắng này, hoặc là gì nhỉ, hoặc là kurushi đúng không, kurushi. Đấy, còn ghép âm đọc là gì, đọc là cư trong từ, ví dụ cư này, ví dụ khổ thống này, đau khổ đúng không nhỉ, kutsu. Đây là chữ phương, nghĩa là một loài cỏ thơm, ở trên cũng giống, ở dưới cũng na ná giống đúng không? Phương này đọc là kambashi. Đấy. Thôi những cái này chỉ là bổ sung thêm thôi nhá. Các bạn nhớ thì tốt, không thì chưa cần. Các bạn nhớ cái phần âm cương với lại phần âm ôn này là chính này, những cái từ vựng quan trọng được bôi đen này này. Tiếp theo chữ lão này. Chữ lão. Thực ra nếu mà câu chuyện của chữ lão ấy, thì các bạn thấy đây là chữ gì đây? Đây là chữ thổ đúng không? Đây là một cái phẩy giống như một cái gậy. Và đây là gì nhỉ? Đây là cái thìa, thì người già ấy, khi về già sẽ không thể cầm đũa được mà phải cầm thìa ăn và phải chống gậy. Đấy, đây là câu chuyện của chữ lão.
Về từ vựng này thì âm cương của nó là ô hoặc là hư, ví dụ trong từ ô y đự có nghĩa là già lão, hư kê rự là già dặn, âm ghép đọc là đô, ví dụ trong từ đô jin là lão nhân có nghĩa là người già, đô cờ là lão hóa, đô gan là lão nhãn nghĩa là viễn thị, đô ô là lão ông là ông lão, đô bà là lão bà nghĩa là bà lão. Về phần thông tin bổ sung ấy thì chúng ta có hai từ ô y rự và từ hư kê rự khác gì nhau, thì cái từ ô y rự ấy nó có nghĩa là già về mặt tuổi tác, già thật đúng nhỉ, những người nào già già thực sự ấy thì sẽ dùng cái chữ này đấy. Còn cái từ hư kê rự ấy thì nó không ám chỉ rằng là gì đây nhỉ, là già về mặt tuổi tác đấy, mà là gì nhỉ, già về mặt trải nghiệm, về mặt gọi là suy nghĩ, nó chín chắn trưởng thành ấy, nó già rồi, nó tạo cho người ta cái hình dung là già như vậy nhá. Đấy thì hai từ ô y rự và từ hư kê rự nó khác nhau ở điểm đó. Tiếp theo chúng ta có chữ tức. Chữ tức ghép bởi phần trên là chữ tự đúng nhỉ, trong từ jibun có nghĩa là bản thân này, dưới là chữ gì đây, dưới là chữ tâm, thì chúng ta có thể nhớ là chữ này như thế nào nhỉ, à tự gì đây, tự sâu thẳm trái tim đúng nhỉ, đây là tự nhá, tự trong sâu thẳm trái tim đang phát ra tiếng tiếng thở đúng không đấy. Âm cương là iki, ví dụ từ iki là hơi thở này, ikigide là tức thiết là đứt hơi hụt hơi, ikinuki là tức bạt là nghỉ xả hơi đúng nhỉ, tameiki là thở dài, tameiki là thở dài này, ikio suru là thở, âm ghép đọc là soku, ví dụ từ kyu soku là gì đấy, hưu tức nghĩa là nghỉ giải lao, sho soku là tiêu tức là tin tức tình hình, và đặc biệt là trong từ chữ tức ghép với chữ tử đọc là musuko đúng nhỉ, musuko là con trai. Về phần thông tin bổ sung chúng ta có gì nhỉ, ngoài cái cách gọi musuko ấy hay musuko sang gọi con trai người khác ngày xưa thì người ta có cách gọi khác là bột chàng đúng nhỉ, đây bột chàng ấy là cách gọi con trai của người khác một cách lịch sự, và đặc biệt là thông thường là gọi con trai chủ nhân ngày xưa, gọi kiểu như là cậu 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 chủ ấy đấy. Tiếp theo này chúng ta có chữ nương. Chữ nương ghép bởi bên trái là bộ nữ và phần bên phải là chữ lương có nghĩa tốt đẹp, vậy thì chúng ta có thể nhớ đây là phụ nữ đúng không, đây đây là phụ nữ này, phụ nữ mà tốt ấy thì sẽ sinh con gái đúng không nhỉ, đây đây là chữ nữ này, đây là chữ lương là tốt này, toàn bộ chữ này là nương có nghĩa con gái, phụ nữ mà tốt thì sẽ sinh con gái nhé. Âm cương là musume, ví dụ musume là con gái, hitori musume nhất nhân nương nghĩa là con gái một đúng nhỉ, musume muko là nương tế là con gái nuôi, và chữ này không có âm ôn thường dụng. Về phần kanji tương tự chúng ta sẽ có, đây là chữ lãng, các bạn thấy nó thay bộ nữ này bằng bộ bộ gì đây, bằng bộ gì nhỉ, bằng bộ thủy là nước đúng không nhỉ, lãng này trong từ phiêu lãng, lãng phí, lãng tử ấy, đây là chữ lang ghép bởi bộ khuyển đúng nhỉ, bộ khuyển là con chó, và chữ lương là tốt, con chó tốt là con chó sói đúng không đấy, lang này trong từ đọc là okami nhá, đây okami này có nghĩa là chó sói. Chữ lang với chữ lãng này các bạn học ở kanji N1 cơ, nhưng mà tiện thì cũng nói luôn để các bạn thấy cái phần tương tự của nó. Tiếp theo đây là chữ áo. Chữ áo ghép bởi phần gì nhỉ, nó ghép bởi bộ mễ này là gạo này, đây đây là bộ quynh này đúng không nhỉ, bộ quynh, đây là bộ gì nhỉ, đây là bộ một giống như một cái nét phẩy ấy, đây là chữ đại, vậy thì có thể nhớ đây là bỏ gạo này vào một cái hộp đúng nhỉ, to ở dưới rồi cất vào sâu bên trong. Âm cương của nó là ô cự, trong từ ô cư sẵn là vợ, hoặc là ô cự là bên trong, góc sâu trong cùng, ô cư bà là áo xỉ có nghĩa là răng hàm, ô cư yukashi là khiêm tốn vừa phải, ô cư yuki là áo hành là chiều sâu. Nhưng thực ra là những cái từ này rất là ít dùng này, mấy cái từ này này học tiếng Nhật bao lâu rồi nhưng mà mình chưa thấy dùng mấy cái từ này mấy đấy, chủ yếu dùng những từ in đậm này, thì các bạn lưu ý nhé. Về phần âm ôn ấy đọc là ô, ví dụ từ nai ô là nội áo là chỗ sâu. Về phần thông tin bổ sung thì chúng ta có câu chuyện về chữ áo như sau. Ngày xưa gạo rất là quý, đây gạo đây, cho nên để tránh mối mò chuột bọ và để đề phòng tội phạm lấy mất ấy, người ta sẽ phải cho gạo vào một cái thùng to rồi giấu tận vào những chỗ sâu nhất khó tìm nhất. Đấy đấy là cái câu chuyện của chữ áo, tại sao lại có cái bộ gạo với lại giấu vào đây là như vậy nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ tương và chữ tướng này, tương hay là tướng này, thì chúng ta có nó ghép bởi bộ gì nhỉ, bộ này là bộ tường đúng không, bộ tường đây là được giản thể rồi nhá, còn phồn thể thì nó hơi phức tạp một chút, đây là bộ chảo là móng tay và đây là bộ thốn, thì cái này cũng câu chuyện cũng khá là linh tinh nếu mà
tạo ra câu câu chuyện để nhớ thì tốt nhất là thôi những cái chữ như như vậy thì mình sẽ không tạo câu chuyện để các bạn tự có cái cách của các bạn học. Chữ này âm cương thì không có, âm ôn đọc là show, ví dụ trong từ show day là tương lai, show nghi là tương kỳ, là cờ gì nhỉ, cờ tướng, cờ tướng Nhật đúng nhỉ. Shogun là tướng quân, Shusho là chủ tướng, có nghĩa là đội trưởng, người đứng đầu. Về phần kanji tương tự ấy thì chúng ta có chữ này là chữ gì đấy, chữ này là chữ tráng ghép bởi bộ tường với lại bộ gì nhỉ, bộ sĩ. Tráng này trong từ tráng lệ hoặc là tráng kiện đấy, đọc là xô, ví dụ trong từ, ví dụ thử gõ cho bạn từ tráng lệ nhé. Đấy có luôn này, chữ lệ nhìn nó hơi kinh khủng đúng không, đọc là xô đê. Đấy hay là tráng kiện không có nhá, xô kên không có nhá, không có. À đây có, đấy, so ken, được chưa? Kiện trong kiện khang đọc là ken cô đúng không? Thì tráng kiện đọc là so ken, ghép vào như vậy thôi. Chữ đắc này, chúng ta có chữ đắc này mà phần dưới giống đúng không? Phần trên thì nó nhìn hơi khác khác một chút nhưng mà chữ này cũng khá là dễ nhầm. Đắc này đọc là e rự đúng nhỉ? E rự này, e rự hoặc là ư rự, có hai cách đọc âm cương. Và ghép âm đọc là tô, ví dụ trong từ tô kỳ các bạn học ở trong phần từ vựng N3 rồi, là chữ đắc và chữ ý, có nghĩa là giỏi hoặc là tự hào tự mãn đúng không nhỉ. Tiếp theo chúng ta có chữ tổ, chữ tổ ghép bởi bộ gì đây, ghép bởi bộ 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 kỳ bộ thị đúng nhỉ, có nghĩa là đền thờ ấy, và bộ gì đây nhỉ, và cái bộ này người ta gọi là bộ bộ thả nhé, có nghĩa là và. Thì gì nhỉ, những cái chữ này thì mình nhớ theo cái kanji tương tự nhá, mình không tạo câu chuyện. Âm cương chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn là xô hoặc là dô, ví dụ trong từ xô là tổ phụ là ông này, Sobo là tổ mẫu là bà, Sohubo là tổ phụ mẫu là ông bà, Sosen là tổ tiên, Soko là tổ quốc, Senjo là tiên tổ, Ganso chữ nguyên, chữ tổ nghĩa là người sáng lập, Kyoso là giáo tổ, là người sáng lập giáo phái. Đấy. Về phần kanji tương tự các bạn quan sát. Đây là chữ tổ, thế nhưng mà nó không phải là bộ này, đúng không? Không phải là bộ lễ. À, xin lỗi, không phải là bộ kỳ, bộ thị mà là bộ mịch. Thì chữ tổ này trong từ tổ chức đọc là gì đây, đọc là soshiki đây này, soshiki là tổ chức đúng nhỉ, hoặc là đọc gì, đọc là gì đây nhỉ, kumi, kumitateru mà các bạn hay dùng mấy cái động từ ấy, ấy. Ví dụ kumu này, âm kun là đọc là kumu, có nghĩa là gì nhỉ, có nghĩa là lập ra, lắp ghép. Đây là chữ tô, các bạn thấy ghép bởi bộ gì nhỉ, bộ 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 hòa là lúa đúng không, với cái bộ này thì tô này trong từ tô thuế nhá, ví dụ trong từ xô dê, này đấy, tô thuế được chưa. Tiếp theo đây là chữ thư, nghĩa là nhắm vào, ghép bởi bộ khuyển là con chó với lại cái bộ này, đọc là nerai, nhắm vào đấy. Ví dụ như là gì nhỉ, bọn tội phạm nó cứ nhắm vào những người già sống một mình ấy để nó ăn cướp ăn trộm ấy, thì đấy gọi là cái hành động nera, là nhắm vào người người ta. Đây là chữ trở trong từ trở ngại, cản trở, ví dụ này âm cương đọc là ha ba mự, có nghĩa là ngăn cản cản trở. Âm ghép đọc là xô, ví dụ trong từ trở ngại nhé, xô ngay đây, trở hại này, trở ngại này đấy. Thì chúng ta có chữ gì nhỉ? Chữ tổ trong từ tổ chức này chúng ta học ở quyển tập 2 của kanji N3, còn chữ tô, chữ thư, chữ trở này học ở phần kanji N1. Tiếp theo các bạn có chữ dục. Chữ dục ghép bởi ở trên là bộ gì đấy? Trên này là bộ gì nhỉ? Bộ đầu đúng không? Nếu mỗi mỗi cái nét này là bộ đầu, dưới này là bộ bộ gì nhỉ? Bộ khư, bộ tư giống chữ mư ấy, và dưới là bộ bộ nguyệt hay bộ nhục đấy. Âm cương của nó là soda, ví dụ trong từ soda nghĩa là lớn lên, tự động từ. Âm ôn, à xin lỗi, mà từ soda teru là tha động từ, có nghĩa là nuôi nấng dạy dỗ, làm ai đó lớn lên người đúng nhỉ. Âm ôn đọc là iku, ví dụ trong từ kyo iku có nghĩa là giáo dục, thai iku là thể dục, ikuji là dục nhi có nghĩa là nuôi dạy trẻ, chữ nhi này trong từ nhi đồng có nghĩa là trẻ trẻ em trẻ con đúng không. Hô iku là bảo dục, có nghĩa là sự chăm sóc nuôi dạy. Si iku là chữ gì nhỉ, chữ tự, chữ dục, tự này đứng một mình đọc là ka nghĩa là nuôi, vậy thì chữ si cự sư rự này nghĩa là tự dục, là nuôi chồng. Yo cự là chữ dưỡng với chữ dục, nghĩa là dưỡng dục nuôi nấng nhá. Đây là chữ gì nhỉ, đây là chữ bối, là chữ kanji gần gần giống chữ này đúng không,
nhìn nó cũng na ná, có cái nét tựa tựa nhau. Thì cái chữ bối này ấy, là lưng, đọc là gì các bạn? Đọc là C đúng không nhỉ? Đấy. Đọc là C này. Hoặc là trong từ bối cảnh đọc là hai kê đúng không? Hai kê. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ khẳng. Ghép bởi ở trên là bộ chỉ, là dừng lại, và dưới là bộ nguyệt đúng không nhỉ? Khẳng này trong từ khẳng định. Khẳng định này đọc là cô tê. Đấy, cô tê này. Tiếp theo chúng ta có chữ tính. Chữ tính này rất là dễ nhớ. Các bạn thấy này, bên trái là bộ tâm, bên phải là chữ sinh đúng nhỉ? Vậy thì để nhớ chữ này rất là đơn giản, câu khẩu quyết ba chữ: tâm, sinh, tính đúng không? Tâm này, trái tim, nó sẽ sinh ra cái tính cách đúng không nhỉ? Tâm sinh tính nhá. Âm cơn chữ này không có. Âm ôn là C hoặc là Sho. Trong đó cái cách đọc là C nhiều hơn. Ví dụ đan C là nam, chữ nam, chữ tính, nhưng mà không phải thể hiện cái nét nam tính đâu, mà là chỉ là đơn thuần là đàn ông thôi. Jose là nữ tính, nghĩa là phụ nữ. Cbet là tính biệt, là giới tính. C các cự là tính cách. Cxit là tính chất. Dc là lý tính, nghĩa là lý trí. Sanse chữ toan với chữ tính, có nghĩa là tính axit, không phải là toan tính, những toan tính ở trong tiếng Việt mình đâu nhá. Toan này có nghĩa là chất chua đúng nhỉ, thì toan tính là tính axit. Aisho đọc là aisho, có nghĩa là sự tương thích, sự đồng cảm. Về phần kanji tương tự, chúng ta thấy đây là chữ tính, có nghĩa là tên đúng nhỉ? Ghép bởi gì đây? Ghép bởi bộ nữ này đúng nhỉ? Bộ nữ với lại chữ gì? Bộ nữ với lại chữ sinh đúng nhỉ? Có nghĩa là tên đấy. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ sinh. Ghép bởi bộ ngưu là con bò, với lại chữ sinh này trong từ hy sinh nhá. Thì những cái chữ này các bạn sẽ học sau. Chữ cuối cùng của bài này đấy là chữ chiêu. Chữ chiêu ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ? Bộ thủ là cái tay. Phần bên phải là bộ gì? Phần bên phải đây là bộ gì nhỉ? Bộ đao đúng không? Bộ đao trên và dưới là khẩu. Thì toàn bộ đao với khẩu này thì tạo ra chữ triệu. Chữ triệu đây này, triệu từ triệu tập. Đấy. Có thể nhớ chữ này mà theo câu chuyện đây là nhỉ? Cái tay đúng nhỉ? Cái tay này ấy, hay triệu tập mọi người rồi chiêu đãi họ. Đây, thủ là tay nhá. Đây là triệu trong từ triệu tập. Cái tay này này hay triệu tập mọi người rồi chiêu đãi họ. Âm cơn đọc là mane, ví dụ trong từ mane cự là mời đúng nhỉ? Maneki là sự mời, mời lời mời. Maneki neko một từ rất là quen thuộc của các bạn đúng không nhỉ? Nó là chữ chiêu với chữ miêu, là cái con mèo nó cứ vẫy vẫy tay đúng nhỉ? Mèo chiêu tài, mèo thần tài. Âm ôn đọc là sho, ví dụ trong từ sho tai suru là chữ chiêu với chữ đãi, nghĩa là mời chiêu đãi. Sho tai jo có chữ trạng đứng cuối các từ thì thông thường nó mang nét nghĩa là cái giấy đúng nhỉ? Đây là giấy mời. Về phần kanji tương tự, chúng ta sẽ có một số cái chữ Hán mà có cái cùng chung cái phần gì nhỉ? Phần này nhá. Đấy. Thì tiện thì nói luôn cái chữ đấy đúng nhỉ? Cái chữ đấy là chữ triệu trong từ triệu tập. Ví dụ này, đọc là mê sự. Mê sự. Và các bạn hay dùng nhất là trong cái từ meshi agaru. Meshi agaru có nghĩa là ăn đấy, đúng nhỉ? Ăn một cách lịch sự, đúng không? Dozo meshi agatte kudasai, thay vì nó là dozo gì? Tabete kudasai. Hoặc là đọc là show trong từ show siêu. Triệu tập, đúng nhỉ? Show siêu. Đấy. Khi mà chúng ta thêm cái bộ thủy vào bên tay gì nhỉ? Vào bên tay trái của cái chữ chữ triệu ấy thì được chữ triệu, nghĩa là đầm lầy, đọc là gì nhỉ? Numa. Numa nhá, có nghĩa là cái đầm lầy này. Tiếp theo, các bạn cho thêm cái chữ bộ nhật vào thì được chữ chiêu trong từ gì đây nhỉ? Chiêu hòa, đọc là show trong từ showa, thời vua chiêu hòa. Thời vua chiêu hòa là thời trước thời vua Bình Thành đấy, mà ở cái phần bài trước đã nói cái lịch sử đúng nhỉ của cái thời đại Bình Thành và thời đại Chiêu Hòa, các bạn có thể xem lại video nhé. Đây là chữ siêu ghép bởi bộ tẩu là chạy và gì đây nhỉ, và cái chữ triệu này, siêu này đọc là koeru. Koeru này là vượt qua này đúng nhỉ, hoặc là cos, đây là đọc là cô nhá. Đấy, cos koeru hoặc cos, còn ghép âm đọc là cho, ví dụ trong từ chojin chẳng hạn. Các bạn thấy chưa, chojin là siêu nhân này. Nhiều từ khác đúng không nhỉ? Siêu Việt rồi thì
siêu nhiên, vân vân đều có hết. Chữ cuối cùng là chữ chiếu, ghép bởi bộ gì ấy, bộ ngôn và chữ triệu, đúng nhỉ? Cái lời nói mà triệu tập được mọi người ấy, thì chỉ có thể là chiếu chỉ của vua, đúng không nhỉ? Cái chữ này có âm cương rất dài, một trong những từ có âm cương dài nhất, Mikotonori. Đấy, các bạn thấy nếu mà đọc đúng thì nó sẽ ra đây này. Đấy, Mikotonori nhá. Đây. Mikotonori. Đấy là bài số 7 của chúng ta. Các bạn xem kỹ video và làm bài tập đầy đủ nhá. Chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong các video lần sau.